Số 310, Kinh Đại Bảo Tích quyển 69, Hán dịch đời Bắc Tề, Tam Tạng Pháp Sư, Na Liên Đề Gia Xá. Pháp hội 16, Bồ Tát Thấy Phật phần 9, phẩm 22, trời quảng quả được thọ ký. Bây giờ có 8 ức chúng trời quảng quả tới các chúng Atula, Lâu La, Chư Long và Long Nữ, Cư Bằng Trà, Càng Thất Bà, Dạ Xoa, Khởi Na La, Ma Hồ La Già, chúng trời hư không hành, Tứ Thiên Vương, Ta Thập Tam, Dạ Ma, Đau Xuất Đề, Hóa Lạc Tha Hóa Tự Tại, Phạm Ma, Quan Âm, Biến Tịnh, Cúng Dường, Phật được thọ ký. Họ đều vừa lòng vui mừng hớn hở nhập mỗi mỗi pháp môn, và mỗi pháp môn ấy vô lượng môn, nơi tất cả pháp môn được vô lượng biện tài, bất đoạn biện tài, tương ưng biện tài, giải thoát biện tài, vô trước biện tài, vô ngại biện tài, vi tế biện tài, thậm thâm biện tài, chủng chủng biện tài, mỹ diệu biện tài, tương tục biện tài, ở nơi các biện tài thì đều biết rồi. Chúng trời quảng quả ấy đối với Như Lai kính tinh tôn trọng mà bạch. Bạch Thế Tôn, có Đà La Ni tên Vô Lượng Môn, nếu có Bồ Tát tu tập Đà La Ni Vô Lượng Môn ấy thì được các biện tài bất đoạn ấy. Ở trong tất cả cảnh giới tâm chẳng mê hoặc, các cảnh giới ấy không có một pháp nào chẳng phải Đà La Ni. Lúc Đại Bồ Tát được Đà La Ni ấy, ở trong các pháp đều được Đà La Ni trí biện tài vô ngại. Lúc Đại Bồ Tát an trụ Đà La Ni Vô Lượng Pháp Môn ấy thì nhập nơi năm ấm, nhập nơi 12 xứ, nhập nơi 18 giới, nhập nơi các căn, nhập nơi bốn đế, 12 nhân duyên, nhập nơi chúng sinh, nhập nơi phi chúng sinh, nhập nơi hữu, nhập nơi phi hữu, nhập nơi thủ tưởng, nơi phi thủ tưởng, nhập nơi y, nơi phi y, nhập nơi không, nhập nơi ngã, nhập nơi tướng, nơi phi tướng. Nhập nơi nguyện, nơi phi nguyện, nhập nơi hữu vi, nơi vô vi, tất cả xứ như vậy được bất hoại, được biện tài. Là Bồ Tát ấy nhập trong năm ấm được Đà La Ni, nghĩa là sắc ấm ấy tức chẳng thành tựu. Vì sao? Vì không có chút sắc pháp được thành tựu. Vì sao? Vì tánh địa giới của đất chẳng thành tựu, cũng thế thủy giới, hỏa giới và phong giới, tánh đều chẳng thành tựu. Vì sao? Vì tánh xa lìa của đất vậy, nếu pháp không có thể tánh thì gọi là chẳng thành tựu. Do vậy, vì thủy, hỏa và phong giới tánh tự lìa, vì không có thể tánh nên chẳng thành tựu. Sắc chẳng thành tựu như vậy. Do vì chẳng thành tựu nên chẳng thể nói là quá khứ, hiện tại và vị lai. Vì sao? Vì sắc chẳng phải là pháp có, cho nên là chẳng thể nắm bắt được. Nếu sắc đã bất sinh, tức là bất diệt, do vì không sinh diệt nên tức là chẳng thể nêu bày, là còn có thuyết như vậy. Những sắc quá khứ, sắc hiện tại, sắc vị lai, các sắc ấy hòa hợp gọi là sắc ấm. Sắc ấy thể tánh cũng chẳng thể nắm bắt, nếu có quá khứ, hiện tại, vị lai. Thế nên sắc ấm chẳng phải là có thể nêu bày, thọ tưởng hành và thức cũng như vậy. Vì vậy nên nhập nơi ấm, tức là nhập nơi Đà La Ni. Do vì nhập Đà La Ni nên ấm chẳng thể nắm bắt được. Vì ấm chẳng thể nắm bắt nên Đà La Ni cũng chẳng thể nắm bắt. Do đó mà nhập Đà La Ni chẳng thể nắm bắt. Chỉ có riêng danh, riêng dụng, riêng giả, chỉ là thế tục, chỉ là lời nói, chỉ là đặc bày. Chẳng phải ấm, chẳng phải sắc, chẳng phải nhập nơi sắc, cũng chẳng phải Đà La Ni, thể tánh có thể nắm bắt được. Vì sao? Nghĩa là ấm chẳng phải là tác pháp, vì chẳng phải tác pháp nên không có tích tụ. Do vì tích tụ nên giả gọi là ấm. Vì thế, vì như thế gian nhiều vật liệu tích tụ, là giả là gọi là thành, là nhà, là phòng ốc, điện đường, lầu gác, khung cửa sổ, lan can, tường vách, tường ngăn, lỗ thông gió bao bọc xung quanh, thì gọi đó là thành. Các sắc ấy tánh chẳng thể nắm bắt, không có tích tụ. Vì không tích tụ nên là không sắc, cũng không sắc ấm. Thọ tưởng hành và thức cũng như vậy, tánh chẳng thể nắm bắt, không có tích tụ. Vì không tích tụ nên là không thọ tưởng hành thức, cũng không thọ tưởng hành thức ấm. Nhập nơi các ấm ấy phải biết như vậy. Nhập nơi nhãn ấy là ai nhập, nghĩa là khổ nhập. Nhãn là gì? Đó là bốn đại thanh tịnh tạo nên sắc, gọi là đó là nhãn. Bốn đại là những gì? Đó là địa giới, tuệ giới, hỏa giới và phong giới thanh tịnh. Vì địa giới ấy tánh tự lìa, vì pháp thể chẳng thể nắm bắt nên nó là chẳng thành tựu. Như vậy thủy, hỏa và phong giới tánh đều tự lìa, vì pháp thể chẳng thể nắm bắt nên nó thành tựu, nên nó chẳng thành tựu. Nhãn nhập chẳng phải thành tựu như vậy, nên chẳng thể nói nó là quá khứ, hiện tại, vị lai. Vì sao? Vì nhãn nhập chẳng phải là vật, vì chẳng phải vật nên chẳng sinh chẳng diệt. Nó chẳng sinh diệt tức là chẳng thể nêu bày. Như vậy nhãn chẳng sinh diệt, nhập chẳng cũng chẳng sinh diệt. Vì chẳng sinh diệt nên cũng chẳng thể nêu bày.
Phải hiểu biết như vậy, chỉ là riêng danh, riêng dụng, riêng giả, chỉ là thế tục, chỉ là ngôn thuyết. Danh ấy và danh thể cũng lìa tự tánh. Vì sao? Vì không có một pháp nào được gọi là nhãn, gọi là nhập, gọi là khổ. Vì danh chẳng thể nắm bắt được, nên nhãn nhập cũng chẳng thể nắm bắt. Vì nhãn chẳng thể nắm bắt, nên tức là Đà La Ni nhập. Đà La Ni nhập này cũng chẳng thể nắm bắt. Vì sao? Vì tánh tự lìa vậy. Chỉ là danh dụng giả, chỉ là thế tục, là lời nói, là đặc bày. Vì thế nên do nhãn nhập mà được nhập Đà La Ni. Được Đà La Ni rồi thì được biện tài. Nên biết nhĩ tỷ thi thân ý, sắc thân hương vị xuất pháp cũng đều như vậy. Nhập nơi giới ấy được Đà La Ni nhãn, nhãn thể chẳng thể nắm bắt, giới thể chẳng thể nắm bắt. Vì sao? Vì nhãn lìa nhãn tánh vậy. Vì giới lìa giới tánh vậy. Bởi pháp thể chẳng thể nắm bắt được nên nó chẳng phải vật. Bởi chẳng phải vật nên chẳng thành tựu. Chẳng thành tựu thì là chẳng sinh, chẳng diệt. Vì chẳng sinh diệt nên nó chẳng phải quá khứ, hiện tại, vị lai. Chỉ là danh dụng giả, chỉ là thế tục, là lời nói, là đặc bày. Danh ấy lìa danh tự tánh, cho đến đặc bày cũng lìa đặc bày tự tánh. Nếu pháp không tự tánh là chẳng thể nắm bắt thì tức là chẳng phải vật. Là chẳng phải vật thì chẳng thành tựu. Là chẳng thành tựu thì chẳng sinh, chẳng diệt. Bởi bất sinh diệt nên chẳng phải quá khứ, hiện tại, vị lai. Nếu chẳng nhiếp ở ba đời thì danh ấy tức là tức chẳng phải tướng, cũng chẳng phải tưởng, chẳng phải dụng, chẳng phải giả, chẳng phải hữu vi, chẳng phải có thể nêu bày, chẳng phải đến, chẳng phải đi, chẳng phải được nói cho người, chẳng phải được hiển thị, chẳng phải được biết, chẳng phải được rõ, chẳng phải đen, chẳng phải trắng, chẳng phải nhà cửa, vì lìa nhà cửa, chẳng phải đến vì chẳng phải có thể đến, chẳng phải được vì chẳng phải có thể được, chẳng phải chứng vì chẳng phải có thể chứng, chẳng phải phàm phu cũng chẳng phải phàm phu địa, chẳng phải thanh văn cũng chẳng phải thanh văn địa, chẳng phải chuyên giác cũng chẳng phải chuyên giác địa, chẳng phải Bồ Tát cũng chẳng phải Bồ Tát địa, chẳng phải Phật cũng chẳng phải Phật địa, chẳng phải địa cũng chẳng phải phi địa. Đây tức là chân như, chẳng dị như, chẳng phải phi như, tịch diệt vô tướng, chỉ điên dụng, điên giả. Nói rằng Như Lai, chỉ điên vì thế tục nên nói danh Như Lai, chẳng phải để nhất nghĩa mà có Như Lai vậy. Vì sao? Vì pháp ấy chẳng thể nắm bắt được nên không có Như Lai. Ở nơi giới ấy mà nhập thì phải nên nhập nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, giới pháp, giới ý, ý thức, thức giới như vậy. Tất cả giới khác cũng phải biết như vậy, phải nên rộng nhập pháp giới như vậy. Bạch Thế Tôn, pháp giới ấy lúc nói rằng ấm mà chẳng hư hoại bản tánh của pháp giới ấy, lúc nói nhập, lúc nói giới, lúc nói bốn đế, lúc nói 12 nhân duyên, cũng đều chẳng hoại tánh bản thể của pháp giới ấy. Pháp giới ấy tùy theo chỗ được nói, tất cả các pháp kiến lập danh tự đều chẳng hoại thể tánh của pháp giới ấy. Bạch Thế Tôn, ví như địa giới tùy theo chỗ nó ở mà làm danh tự sai khác, nhưng chẳng hư hoại bản tánh của địa giới ấy. Cũng vậy, pháp giới tùy theo chỗ nó ở làm danh tự sai khác mà chẳng hoại bản tánh pháp giới. Ví như thủy hỏa phong giới cũng vậy. Bạch Thế Tôn, ví như hư không tùy theo chỗ nó ở có tác dụng sai khác mà chẳng hoại thể tánh hư không. Cũng vậy, pháp giới tùy theo chỗ nó ở có tác dụng danh tự sai biệt mà chẳng hoại thể tánh pháp giới. Bạch Thế Tôn, lúc nhập các căn, tức là nhập pháp giới, nói các căn là nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn và ý căn, cùng nam căn, nữ căn, mạng căn, lạc căn, khổ căn, hỷ căn, ưu căn, xả căn, tinh tấn căn, niệm căn, định căn, tuệ căn, vị tri dục tri căn, tri căn, tri dĩ căn. Nhãn ấy, nhãn thể chẳng thể nắm bắt được, căn ấy, căn thể chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì nhãn ấy lìa tự tánh nhãn vậy. Bởi pháp không thể tánh thì nó chẳng phải vật. Bởi chẳng phải vật nên chẳng thành tựu. Bởi chẳng thành tựu nên nó chẳng sinh. Bởi chẳng sinh nên chẳng diệt. Bởi chẳng sinh diệt nên chẳng thể nói nó là quá khứ, hiện tại, vị lai. Nếu ở trong ba đời chẳng sinh diệt thì nó chẳng phải nhãn, cũng chẳng phải nhãn căn, thì làm sao có dụng? Phải biết như vậy. Bạch Thế Tôn, ví như nắm tay, nắm hư không, hư dối, không có Phật, chỉ có danh tự, chỉ có ngôn thuyết. Ở trong đệ nhất nghĩa, nắm tay, nắm hư không cũng không có. Nhãn và nhãn căn ấy dường như nắm tay, nắm hư không, hư vọng, chẳng phải thật, mà hiện tướng giả dối, gạt phàm phu, chỉ có danh tự sẽ đặt bày lời nói.
ở trong đệ nhất nghĩa, nhãn và nhãn căn đều chẳng thể nắm bắt được. Bạch Thế Tôn, vì như vậy nên người được nhất thiết trí rồi, vì đồ chúng sinh mà nói tên là căn. Các căn ấy ở đệ nhất nghĩa, vì tự tánh lìa nên căn thể đều không, vì pháp ấy thể không nên dụng cũng hư vọng, chẳng có chẳng thực giữa các phàm phu. Vì lìa tự tánh nên chẳng sinh diệt, vì chẳng sinh diệt nên chẳng được nói nó là quá khứ, hiện tại, vị lai. Nếu ở trong ba đời không có thì nó không có danh, không có tướng, chẳng thể nói, chẳng thể vì người khác nói, chẳng thể chẳng sinh, chẳng thể bị sinh, chẳng phải đã biết sẽ biết, chẳng phải đã nghe sẽ nghe, chẳng phải biết, chẳng phải bị biết, chẳng phải đã chứng sẽ chứng, chẳng phải đã được sẽ được, chẳng phải đã thấy sẽ thấy, chẳng phải đã đến sẽ đến. Vì sao? Vì nó chẳng phải có vậy. Bạch Thế Tôn, ví như có người trong chim bao được vui mừng, cười nói, mớ đi chơi. Người ấy sau khi thức dậy, ghi nhớ sự vui chơi trong mộng mà tìm chẳng thấy chẳng được. Vì sao? Vì người ấy đương lúc chiêm bao, sự vui chơi ấy còn chẳng có thật, huống là lúc thức dậy. Không bao giờ cảnh mộng ấy lại hoặc thấy hoặc được. Bạch Thế Tôn, các căn như vậy giống cảnh vui chơi trong mộng, quả thật chẳng thể nắm bắt được. Vì thế nên tất cả các pháp thể tánh đều chẳng thể nắm bắt. Vì là chẳng thể nắm bắt nên chẳng thể nói nó là quá khứ, hiện tại, vị lai. Nếu ở trong ba đời chẳng thể nắm bắt được thì nó chẳng thể nói được. Với tất cả các căn phải biết như vậy. Bạch Thế Tôn, nhập pháp giới là nhập tất cả pháp, nhập tất cả pháp là nhập pháp giới. Bạch Thế Tôn, nhập pháp bốn đế là nhập pháp giới. Những gì là bốn đế? Đó là khổ, tập, diệt và đạo. Đức Thế Tôn cũng nói, tất cả các pháp tại đều là không. Chẳng phải chúng sinh, chẳng phải mạng, chẳng phải nhân, chẳng phải tưởng, chẳng phải tướng. Chúng con ở nơi pháp ấy chẳng có nghi ngờ. Bạch Thế Tôn, vì không chúng sinh nên cũng không có khổ. Vì sao mà chúng sinh không nên khổ đế cũng không? Vì không khổ nên tập đế cũng không. Vì sao? Vì không có nhân như vậy nên không có quả như vậy. Vì không có tập đế, vì không có tập nên diệt đế cũng không. Vì sao? Vì không có tập đế nên đoạn tập cũng không. Do không có diệt nên đạo đế cũng không. Vì sao? Vì không thể có đạo mà không đoạn tập. Bạch Thế Tôn, đạo quả ấy là diệt đế phiền não tập kia, chẳng thể nắm bắt được, nên đoạn phiền não diệt cũng chẳng thể nắm bắt. Do diệt chẳng thể nắm bắt, nên đạo cũng chẳng thể nắm bắt được. Không khi nào có đạo như vậy mà không có quả của nó. Bốn tánh đế ấy chỉ là phân biệt hư vọng, chẳng phải có. Bởi chẳng phải có nên chẳng thể nói được là quá khứ, hiện tại, vị lai. Nếu ở trong ba đời chẳng thể nắm bắt được thì nó chẳng phải sinh, chẳng phải diệt, chẳng phải tướng, chẳng phải tưởng, chẳng phải sắp bày, chẳng phải bị sắp bày, chẳng phải nêu chỉ, chẳng phải bị nêu chỉ, chẳng phải hiển hiện, chẳng phải bị hiển hiện, chẳng phải ngữ ngôn, chẳng phải bị ngữ ngôn, chẳng phải ngôn từ, chẳng phải bị ngôn từ, chẳng phải nói, chẳng phải bị nói, chẳng phải thấy, chẳng phải bị thấy, chẳng phải biết, chẳng phải bị biết, chẳng phải rõ, chẳng phải bị rõ, chẳng phải lường, chẳng phải bị lường, chẳng phải thấu, chẳng phải bị thấu, chẳng phải đến, chẳng phải bị đến, chẳng phải được, chẳng phải bị được, chẳng phải nghe, chẳng phải bị nghe, chẳng phải thấy, chẳng phải bị thấy, chẳng phải đối, chẳng phải bị đối, chẳng phải chứng, chẳng phải bị chứng, chẳng phải trắng, chẳng phải đen, chẳng phải sắc, chẳng phải sáng, chẳng phải tối, chẳng phải đến, chẳng phải đi, chẳng phải cạn, chẳng phải sâu, chẳng phải trong, chẳng phải đục, chẳng phải sợ, chẳng phải an, chẳng phải trói, chẳng phải mở, chẳng phải ghét, chẳng phải thương, chẳng phải phiền não, chẳng phải thanh tịnh, chẳng phải trí, chẳng phải chẳng trí, chẳng phải đường xá, chẳng phải chẳng đường xá, chẳng phải hoại, chẳng phải chẳng hoại, chẳng phải nhiếp thọ, chẳng phải chẳng nhiếp thọ, chẳng phải sinh tử, chẳng phải chẳng sinh tử, chẳng phải được, chẳng phải chẳng được, chẳng phải chúng sinh, chẳng phải chẳng chúng sinh, chẳng phải thọ mạng, chẳng phải chẳng thọ mạng, chẳng phải ngã, chẳng phải chẳng ngã, chẳng phải vật, chẳng phải chẳng vật, chẳng phải không, chẳng phải chẳng không, chẳng phải tướng, chẳng phải chẳng tướng, chẳng phải nguyện, chẳng phải chẳng nguyện, chẳng phải y, chẳng phải chẳng y, chẳng phải hữu vi, chẳng phải vô vi, chẳng phải đoạn, chẳng phải thường, chẳng phải tà, chẳng phải chánh, chẳng phải thật, chẳng phải vọng, chẳng phải vọng tưởng, chẳng phải chẳng vọng tưởng, chẳng phải xứ, chẳng phải phi xứ, chẳng phải nhà, chẳng phải chẳng nhà, chẳng phải tri, chẳng phải bất tri, chẳng phải xả, chẳng phải tu, chẳng phải sinh tử, chẳng phải niết bàn,
chẳng phải giác, chẳng phải chẳng giác, chẳng phải cảnh giới phàm phu, chẳng phải cảnh giới thanh văn, chẳng phải cảnh giới chuyên giác, chẳng phải cảnh giới Bồ Tát, chẳng phải cảnh giới Phật, chẳng phải cảnh giới, chẳng phải chẳng cảnh giới, chẳng phải tác, chẳng phải bất tác. Nhập vào đế như vậy tức là nhập vào pháp giới. Nhập vào pháp giới rồi thì được Đà La Ni, được Đà La Ni rồi thì được Biện Tài. Nhập vào 12 nhân duyên tức là nhập vào pháp giới. Vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sinh, sinh duyên lão tử ưu bi khổ não, khởi lớn tích tụ các khổ. Như vậy, vô minh diệt thì hành diệt cho đến sinh diệt thì lão tử ưu bi khổ não diệt, khởi lớn tích tụ các khổ diệt. Bạch Thế Tôn, vô minh ấy, thể của nó chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì tánh tự địa. Nếu pháp không có thể tánh thì nó chẳng phải vật, vì chẳng phải vật nên chẳng thành tựu. Bởi chẳng thành tựu nên chẳng sinh, chẳng diệt. Bởi chẳng sinh diệt nên chẳng phải quá khứ hiện tại vị lai. Nếu ở trong ba đời chẳng thể nắm bắt được thì không có danh, không có hình, không có không tướng, không tưởng, cũng chẳng sai biệt. Chỉ là riêng danh, riêng giả, riêng dụng, chỉ là thế tục, chỉ là ngôn thuyết, vì giáo hóa tất cả phàm phu chúng sinh. Vô minh ở ấy, ở trong đệ nhất nghĩa thật chẳng thể nắm bắt được, bởi chẳng nắm bắt được nên chẳng phải dụng sai biệt, cũng chẳng thể nói được. Bạch Thế Tôn, nếu là chỉ riêng danh, cho đến nó chỉ riêng đặc bày, thì nó chẳng phải thật, chỉ là hư vọng lời nói phân biệt. Giác quán chẳng định, chỉ là hí luận. Vô minh ấy nếu không có tự tánh, thì làm sao có thể sinh được hành? Vì vô minh đã không, nên hành cũng chẳng sinh. Bởi chẳng sinh nên nó tức là chẳng già, chẳng bệnh, chẳng chết, chẳng lưu chuyển tức là chẳng sinh. Vì sao? Nếu chẳng sinh thì làm sao có già? Do không già nên chẳng chết. Nếu chẳng sinh ra, chẳng chết đi, tức là chư Phật Bồ Đề quá khứ, hiện tại, vị lai, chỉ là danh tự tiếp tục chẳng phải đệ nhất nghĩa. Nói rằng vô minh đó tức là Bồ Đề, các chi kia cũng vậy. Mười nhập 12 nhân duyên như vậy, phải biết tức là nhập nơi pháp giới. Bạch Thế Tôn, Như Lai bất sinh, tất cả pháp cũng bất sinh, vì thế nên tất cả pháp tức là Như Lai. Như Lai bất diệt, tất cả pháp cũng bất diệt, vì thế nên tất cả pháp tức là Như Lai. Như Lai vô tướng, tất cả pháp cũng vô tướng, vì thế nên tất cả pháp tức là Như Lai. Nói tóm lược, vô tướng chẳng thể nắm bắt như vậy, chẳng phải cấu, chẳng phải tịnh, chẳng phải yêu, chẳng phải ghét. Pháp giới chẳng thể rõ, cũng chẳng thể biết. Bạch Thế Tôn, chân như tức là Như Lai, tất cả các pháp tức là chân như, vì thế nên tất cả pháp tức là Như Lai. Bạch Thế Tôn, thực tế tức là Như Lai, tất cả pháp tức là thực tế, vì thế nên tất cả pháp tức là Như Lai. Bạch Thế Tôn, tùy trong pháp nào tức là có Như Lai, trong pháp ấy tức là có tất cả pháp, vì thế nên tất cả pháp tức là Như Lai. Bạch Thế Tôn, nếu lại có người nói rằng Như Lai được vô thượng Bồ Đề, người ấy là có kiến chấp. Vì sao? Vì Như Lai không hai, Bồ Đề cũng không hai, không hai ấy chẳng thể giác ngộ không hai vậy. Bạch Thế Tôn, nếu lại có người nói rằng Như Lai chuyển pháp luân vô thượng, người ấy là có kiến chấp. Vì sao? Vì Như Lai chẳng phải tiến thoái vậy. Bạch Thế Tôn, nếu lại có người nói rằng Như Lai độ vô lượng chúng sinh, người ấy là có kiến, là có chấp kiến. Vì sao? Vì tất cả pháp thực không có chúng sinh, nên không có ai được diệt độ vậy. Bạch Thế Tôn, nếu lại có người nói rằng Như Lai lợi ích vô lượng chúng sinh, người ấy là có kiến chấp. Vì sao? Vì Như Lai chẳng vì lợi ích hay chẳng lợi ích chúng sinh mà xuất thế. Bạch Thế Tôn, nếu lại có chúng sinh ở đời vị lai nói rằng Như Lai xả bỏ thọ mạng, chúng sinh ấy là có kiến chấp. Vì sao? Vì pháp giới không có nhiếp thọ, cũng không có xả bỏ. Bạch Thế Tôn, nếu lại có người nói rằng Như Lai nhập vô dư niết bàn, người ấy là có kiến chấp kiến. Vì sao? Vì pháp giới không có sinh tử, cũng không có niết bàn. Bạch Thế Tôn, nếu lại có người ở nơi pháp của con nói mà có thể quyết định biết, người ấy chẳng còn thoái chuyển nơi vô thượng Bồ Đề. Bạch Thế Tôn, giả sử pháp giới có biến khác, các thiền nam thiền nữ có thể tin như vậy, chắc chắn sẽ giác ngộ vô thượng Bồ Đề, không có biến đổi thoái lui. Lúc ấy tam ức chúng trời quảng quả đối trước Thế Tôn, diễn nói pháp của mình đã chứng rồi, đầm mặt lễ chân Phật, diễu Phật ba vòng, đứng qua một phía chắp tay đồng thanh nói kệ tán thán Đức Phật. Kính lễ thiền thệ đấng biết pháp, đại đạo sư lực Na La Chiên, Thắng Mâu Ni thương yêu tất cả, phương tiện thị hiện nơi chân thật,
đã từ biết rõ tất cả pháp, như thật hiển thị các thế gian, cúi lạy thân vô lượng công đức, vô thượng sĩ trí tuệ tối thắng. Pháp vi diệu chân thật như vậy, Phật nói tương ưng không có khác. Thế Tôn đại y vương vô thượng, khi chúng sinh pháp nhãn thanh tịnh, khai diễn tám thứ đường chân chánh, vì được đại bồ đề vô thượng, quy kính thân vô lượng công đức, vô thượng sĩ trí tuệ tối thắng, hiển thị bồ đề đạo chánh chân, quyết định hướng đến đại niết bàn, chứng được vô thượng thắng bồ đề, tịch diệt an ổn rất kiên cố, độ thoát nhiều ức na do tha, chúng sinh luân hồi khổ sinh tử, đảnh lễ thân vô lượng công đức, vô thượng sĩ trí tuệ tối thắng, quan sát năm ấm đều không vô, ấm thể rốt ráo chẳng nắm bắt, ấm ấy tức thể lìa các quán, chỉ gạt những chúng sinh phàm phu, thế gian nơi đó bị trói buộc, như khỉ vượn kia bị dính nhựa, người trí nơi đó được giải thoát, du hành không ngại như gió trống, các giới tức thể tánh tự không. Tất cả người trí nói như vậy, không ấy cũng không không tự tánh, cứu cánh cầu nó không thể được, phàm phu nơi đó đều bị trói, do vì chẳng biết tánh chân thật, người trí quán sát được giải thoát, không bị chấp bởi ba cõi kia, các nhập vô thể tự không tịch. Tất cả người trí nói như vậy, như nắm tay không giả chẳng thật, dỗ gạt hàng chúng sinh ngu tối, phàm phu vọng sinh lòng chấp trước, đều do nơi pháp sinh nghi hoặc, trụy lạc sinh tử bị tán hoại, như các nhà buôn chìm biển lớn, tìm các căn ấy tự nó không, cố gắng suy tìm chẳng nắm bắt. Ví như trong gương hiện mặt mắt, tượng ấy không thật cứu cánh không, phàm phu vô trí chấp tượng ấy, chính vì chẳng biết pháp chân như, dường như bầy chim vào lưới bẫy, cũng như trong vật cá mắc câu, chúng sinh không thể lìa tướng sinh, chân thọ tìm cầu chẳng nắm bắt. Ví như trên vách vẽ hình tượng, tôi chúng sinh cứu cánh không thật, phàm phu vô trí nên chấp giữ, đều do chẳng biết nghĩa chân thật, người trí quan sát được giải thoát. Ví như chim sinh ra khỏi vỏ, nhân duyên sinh pháp đều vô thường, tất cả không tịch lìa phán duyên. Ví như trong mộng hưởng thọ vui, hô dối gạt gẫm phàm phu mê, ngu si vô trí bị nó trói, do chẳng tư lương vọng phân biệt, người trí quan sát được giải thoát, như các chim khôn thoát lồng lưới, như Phật công đức chẳng nghĩ bàn, tất cả các pháp cũng như vậy, các pháp vô tướng như mâu ni, pháp thể tịch diệt như niết bàn, các pháp vô y như Như Lai, để bao cõi kia chẳng chấp trước. Vì thế tất cả người thành Phật đều do được biết nghĩa này vậy. Các pháp không sợ như Thế Tôn, chẳng khởi tưởng thân mình thân người. Các pháp khó nghĩ như Đại Sư, chư Phật biết được giác quần sinh. Pháp không phân biệt như Thiện Thể, chẳng phải tâm cảnh của phàm phu, là cảnh giới diệu của Như Lai, chư Phật Đại Thánh biết rõ được. Nếu người vô trí nói thế này, Phật chứng vô thượng đại bồ đề. Nếu lại có người nói như vậy, Thế Tôn đã chuyển diệu pháp luân. Nếu lại có người nhận định rằng Thiện Thể đã độ vô lượng chúng, họ đều bị kiến chấp trói buộc, vì họ chẳng biết tánh chân thật. Nếu người nào bảo Phật nói lời này, sát hại hành ấm và cùng mạng, hoặc nói thập lực nhập niết bàn, đã lợi ích vô lượng chúng sinh, tất cả người ấy đều chấp kiến, bị trói chặt rong trong rọ của ma, chẳng hiểu biết được pháp chân như, vì chẳng biết nên chẳng biết Phật. Nếu người khéo biết phải, chẳng phải, họ đều biết rõ Đại Đạo Sư sẽ được khối vô lượng công đức, thành Phật thương xót các thế gian. Đây là chân như không biến đổi, tất cả các pháp lìa nghi hoặc, đấng thắng vô thượng trong trời người, chúng con đã biết nghĩa như vậy. Tám mức chúng trời quảng quả này, nơi pháp thể đều được biết hết. Đối Phật Đạo Sư tự diễn nói, hiện nội tâm mình tên hiểu rồi. Tất cả mừng vui không nghi ngờ, đều tự thấy mình sẽ thành Phật. Đây là diệu pháp của Như Lai. Họ tự nhận lãnh Phật thọ ký. Đức Thế Tôn biết chốn trời quảng quả có đủ tâm thâm tín ở trong Phật Pháp, quyết định không nghi. Vì muốn đại chúng trồng căn lành nên hiện mỉm cười. Tuệ mạng Mã Thắng nói kệ bạch Phật, Đạo Sư trí tuệ núi công đức, chẳng phải không nhân mà mỉm cười. Con từng nơi Phật thân tự nghe, Thế Tôn mỉm cười tất có cớ. Như Lai hiện tướng mỉm cười ấy, khiến chúng đều thọ vui thanh tịnh. Trời người Tu La Đại Đạo Sư, ngữ mâm diễn nói nhân duyên cười. Này Thế Như Lai từ nơi diễn, hiện tướng mỉm cười rất thanh lương. Các chúng hội đây đều hoài nghi, nhất tâm chiêm ngưỡng mặt Như Lai. Đại bi tối thắng thiên nhân sư, sẽ nói cớ cười rất hy hữu,
Thế gian nếu được nghe Phật nói, quyết định trừ hết lòng nghi hoặc, tám ức chúng trời quản quả ấy, thể đều diện nói từ thọ ký, do công đức gì được quả gì, xin nói thành Phật sự thần thông. Khai diễn phạm âm rất vi diệu, cuối mong trừ dứt các nghi hoặc. Tất cả đại chúng nghe Phật nói, thể đều hớn hở rất vui mừng. Đại chúng chắp tay đều nhất tâm, tịnh tính, chiêm ngưỡng, cung kính đứng. Chúng trời, Phật tử đều tư duy, mong cầu đại bồ đề vô thượng. Các chúng hội đây có nghi hoặc, xin Đức Như Lai trừ dứt cho. Chắc sẽ được lực trí thị phi, đầy đủ thành tựu nhất thiết trí. Được nghe Như Lai tiếng tám đức, chúng trời không ai chẳng vui mừng, sẽ được hộ trì Như Lai giáo, tùy thuận chánh pháp như tuyết hành, quan sát biết lòng chúng trời rồi. Đại trí vô thượng nguyện giải nói, do đó đại chúng lòng mừng vui, ở trong Phật Pháp được tín hiểu, nơi nơi đạm sơ nguyện được nghe. Chúng trời quá khứ đã tu hành, nếu nhờ Như Lai giải nói xong, sở nguyện thể đều được đầy đủ. Chúng trời quảng quả như pháp hành, chắc được thành tựu nhất thiết trí, sẽ độ thế gian các chúng sinh, hiển thị thể tánh chân như pháp. Bây giờ Đức Thế Tôn nói kẻ đáp tuệ mạng Mã Thắng, lành thay Mã Thắng khá biết thời, nơi ông hỏi Phật thật đúng lúc. Phật vì chúng trời quảng quả ấy, ở trước đại chúng hiện mỉm cười, nay sẽ bị ông phân biệt nói, để phải nhất tâm cùng lắng nghe. Nghĩa nhân duyên của tướng mỉm cười, ông và đại chúng sẽ được rõ, Như Lai đầy đủ nhất thiết trí, quan sát nhân duyên có ba thứ, lượng túc Thế Tôn chánh quán rồi, liên hiện mỉm cười thì thế gian. Có người thích ở nơi niết bàn, ít trí càng nhỏ cầu thanh văn, là có người thích ở yên lặng, chỉ cầu bồ đề bích chi Phật. Có người thích cầu đại đạo sư, thành Phật đại lực Na La Diên. Phật thấy chúng ấy thâm tính rồi, tùy họ sở nguyện mà độ thoát, vì cầu thanh văn mà thể hiện, phải biết là tướng cười tối hạ. Phải nên biết Phật trung phẩm cười, thể hiện vì người cầu bích di, ông phải biết cười thượng phẩm đây. Vì chúng trời này thọ ký Phật, Phật giải nói ba nhân duyên cười, đó là tối, hạ và trung thượng. Thắng đạo sư khéo hiểu thế gian, thể hiện mỉm cười, hiển thoại tướng. Phật biết chúng sinh muốn ba thừa, nguyện yêu cầu chấn quả, chấn ba thánh quả. Vì cầu thanh văn mà hiện cười, tia sáng mỉm cười vào nơi chân. Thể hiện vì cầu bích chi Phật và biết sáng cười nhập vào rúng. Vì thọ ký vô thượng bồ đề, tia sáng cười nhập vào đảnh Phật. Mà tháng nay ông cần nên biết, nhân duyên mỉm cười có ba loại. Vừa rồi Phật hiện tướng sáng cười, sáng ấy nhập vào đảnh của Phật, phải biết mỉm cười hiện sáng này, đều vì thọ ký vô thượng giác. Nay Phật sẽ lại vì ông nói, mỉm cười là có ba nhân duyên, lành thay Mã Thắng và đại chúng, một lòng lặng ý đều lắng nghe. Hiện tiền mỉm cười vì cầu Phật, tia sáng phóng ra nhập vào đảnh. Tia sáng có lúc dừng ngang lưng, giây lát mất là vì duyên giác. Phật hiện mỉm cười phóng tia sáng, tạm thời dừng ở nơi chân Phật. Sáng ấy theo thừa mà biến hiện, phải biết là vì người thanh văn. Nay Phật lại nói cớ mỉm cười, mà thắng nghe kỹ có ba thứ. Đạo sư phóng ra cái tia sáng, ra rồi vòng quanh nơi mình Phật. Tia sáng ra rồi đều rẽ thưa, trở lại tụ mau quanh lưng Phật. Lần lần trở lại thêm lớn rộng, cũng lại vòng quanh bên phải Phật. Có sáng trước dừng sâu rộng lớn, lần lần hữu nhiễu quanh thân Phật. Sáng ấy đều khắp hết thân Phật, cùng đồng với thân không xa khác. Sáng ấy trang nghiêm thân tướng Phật, rực rỡ dường như khối hoàng kim. Mông đi phóng sáng từ miệng cười, phải biết sáng ấy ký cõi nước. Có sáng phóng ra như lọng báu, che khắp trên thân Đức Thế Tôn. Có sáng như hoa ở hư không, sáng ấy chói rỡ thân Đức Phật. Sáng ấy tất cả xoay bên phải, ba vòng quanh ngoài thân Như Lai. Phải biết sáng ấy ký thọ mạng, xuất thế đại trí hiện thoại tướng. Ba thứ mỉm cười phẩm sáng ấy, thiền thể theo căn hiện sai biệt. Nay đây Mã Thắng cần đến biết, đó là ba thứ nhân mỉm cười. Đạo sư thế gian hiện thoại tướng, khi biết chúng sinh tinh thích sâu, nay ở trong pháp của Như Lai, các ông nghe đây được trừ nghi, tam ức chúng trời quảng quả đây, hiện tiền trước Phật sau kính tinh, nói rộng chánh pháp môn phi diệu. Mỗi vị có riêng được thành Phật, thọ mạng đầy đủ lâu vô lượng, trải do ta kiếp trụ thế gian, thế nên Như Lai hiện điểm tướng, ánh sáng rộng lớn đủ năm màu, chúng trời quảng quả thuở quá khứ, 36 A Tăng kỳ kiếp,
thường được gặp gỡ chư Thế Tôn. Thân thừa cũng dường tu pháp lành, lại trải thời gian 36, a thân kỳ kiếp rộng tu hành, chư đại sĩ này trụ thế gian, cũng dường Như Lai chưa từng mỏi. Vì tư duy cứu độ chúng sinh, nên luôn xuyên tu cúng dường Phật, cúng dường Thế Tôn đúng pháp nghi, mong cầu vô thượng đại Bồ Đề. Chúng trời quảng quả đời vị lai sẽ được làm Phật Na La Diên, thành Diệu Mâu Ni núi công đức. Kiếp ấy tên hiệu là Thắng Kim Tràng. Chờ Như Lai ấy đều riêng ở trong cõi nước trang nghiêm thanh tịnh, Phật ấy đồng hiệu Nhật Quang Luân. Đầy đủ vô lượng khối công đức, mọi mỗi Như Lai đều trụ thế. Lâu đến vô lượng nó do ta kiếp, chư thiện thể ấy họp chúng hội, vô lượng vô biên chẳng thể đếm. Mỗi lúc mỗi đức đạo sư thành Phật, có chúng hàng đệ tử thành văn, dư Phật ở trong do ta kiếp, tinh đếm số ấy chẳng cùng tận. Nếu tất cả thầy toán cùng họp, cũng tính chẳng biết hết số chúng ấy, thôi ấy chỗ có các Bồ Tát, số đông khắp bộ chúng thanh văn, ta đều phát tâm Phật ở Phật thừa, nguyện sẽ được thành nhất thiết trí. Ở trong cõi nước thanh tịnh ấy, đều sẽ được thành Phật thập lực. Các Bồ Tát ấy chỗ tu hành, đồng như bản sư không sai khác. Chư Như Lai ấy diệt độ rồi, chánh pháp hương thành ở đời lâu, cho đến 12 na do kiếp. Đời chư Phật tử xuyên hộ trì, lúc pháp chư Phật ấy hưng thạnh, kẻ phát tâm vô thượng Bồ Đề, số ấy nhiều hơn các sông hằng, ta đều xuyên tu Bồ Tát hạnh, chứ thiện thể ấy diệt độ rồi, chỗ có tất cả chúng thanh văn, chúng ấy thảy đều được niết bàn, nhiều hơn số các nơi đại hải, chánh pháp của chư Thế Tôn ấy đầy đủ hưng thạnh nơi thế gian, lợi ích vô lượng các chúng sinh, giáo pháp Phật ấy rất hưng thạnh. Nghe Phật giải nói như vậy rồi, tất cả đại chúng đều tin hiểu, quyết sẽ được thành Phật Thế Tôn, rộng làm lợi ích các quần sinh. Bây giờ chúng hội đều vui mừng, đồng mặt lễ lại chân Như Lai, cung kính vô lượng nơi thiện thể, đúng pháp cúng dường thiên nhân sư, thế nên hớn ngỡ phát tinh tấn, dường như cứu đầu đang bị cháy. Thường phải thân cận thiện tri thức, siêng tu Bát Nhã Ba La Mật Đa, đây là hạnh thắng tấn. Thấy thực, tỳ kheo các ông phải tu tập, sẽ thành vô lượng lượng túc tôn, công đức như núi, lợi ích đời. Số 310, Kinh Đại Bồ Tích, quyển 70, Hán dịch đời Bắc Tề, Tam Tạng Pháp Sư, Na Liên Đề Gia Xá, Pháp hội 16, Bồ Tát Thấy Phật phần 10, Phẩm 23, Thiên tử Tịnh Cư nói kệ ca ngợi Phật phần 1. Bây giờ các thiên tử Tịnh Cư biết vô lượng chúng sinh được an trụ Bồ Đề, ở trong Phật Pháp không có suy tư, ngờ vật, họ đều vừa ý vui mừng, đều điên nói kệ vi diệu tán thán công đức Phật. Thiên tử Tính Thí nói kệ tán thán, xả thí vợ con yêu và xả thân được trọng đến ngôi vua của cải, con lại đấng đàn độ. Thiên tử Lạc Trì Giới nói kệ tán thán, Như Lai xưa trì giới, tất cả không chấp trước, được quả đến bờ kia, con lại đấng giới độ. Thiên tử Lạc Nhẫn nói kệ tán thán, xưa Phật tu nhẫn nhục, chịu được chặt tay chân, lòng không hề hối não, con lại đấng nhẫn độ. Thiên tử Lạc Tinh Tấn nói kệ tán thán, đấng dũng kiện bất thoái, tinh tấn có đại lực, đã được thượng Bồ Đề, con lại đấng nhẫn độ. Thiên tử Lạc Thiền nói kệ tán thán, Phật xưa tu thiền định, thế gian chẳng hay biết, tam tế được bình đẳng, con lại đấng nhẫn độ. Thiên tử Oai Đức nói kệ tán thán, đại hùng nơi Bát Nhã, tương tục mà tu hành, chứng được vô tận tuệ, con lại đấng nhẫn độ. Thiên tử Giới Tuệ nói kệ tán thán, bố thí và ái ngữ, lời hành cùng đồng sự, bốn nhiếp độ chúng sinh, con lại đại đạo sư. Thiên tử Tịnh Tuệ nói kệ tán thán, nơi đại từ bi hỷ, thương tu tập dài lâu, dùng đó cứu quần sinh, quy mạng đại thuyền sư. Thiên tử Tịnh Tâm nói kệ tán thán, đến được hạnh vô tranh, điều tâm đại mâu ni, điều được kẻ chưa điều, con lại điều ngữ sư. Thiên tử Vô Cấu Tuệ nói kệ tán thán, tâm rộng, tâm nhu nhuyễn, tâm điều và các căn, biết tâm các chúng sinh, con lại đấng biết khắp. Thiên tử Tịnh Ấy nói kệ tán thán, đấng đầy đủ chánh niệm, an trụ trong kiên tuệ, sáng suốt biết rõ ràng, lại đấng giác giác tha.
Thiên tử Trang Nghiêm Tâm nói kệ tán thán: Từ lâu tâm Phật tịnh, cũng tịnh cõi nước Phật và tịnh tuệ quần sinh, con lại tịnh Pháp Vương. Thiên tử Vô Thắng nói kệ tán thán: Sở nguyện không bị hoại, sức hàng phục ma oán, đã đủ các nguyện lớn, vui đẹp chúng chư thiên. Thiên tử Tấp Danh Sự nói kệ tán thán: Như Lai mau biết Pháp, cũng chống tịnh chúng sinh, đã thấy Pháp khó thấy, con lại đấng tốc sự. Thiên tử Kiến Tinh Tấn nói kệ tán thán: Xứ xứ đều giải thoát, lìa si không các lậu, đã đến ở bờ kia, lại đấng kiên cố lực. Thiên tử Lạc Quan Nghi nói kệ tán thán: Ly dục không các lỗi, trơ tối được lậu tận, tháng phước điền cho đời, con lại đấng ứng cúng. Thiên tử Thiện Trụ nói kệ tán thán: Thế Tôn trụ chánh pháp, được ba cõi cúng dường, một đường an ổn đi, vì thế con kính lễ. Thiên tử Vô Động nói kệ tán thán: Phật như núi kiên cố, chẳng bị gió làm động, chê khen thường bình đẳng, vì thế con kính lạy. Thiên tử Bắc Bình Đẳng nói kệ tán thán: Đại hùng sắc thù thắng, đủ 32 tướng, có trí tuệ lớn sâu, lạy đấng đoan chánh trí. Thiên tử Thâm Tuệ nói kệ tán thán: Đấng đại thân phi thân, an trụ pháp chân như, nói rõ nơi thực tế, thế gian không ai bằng. Thiên tử Vô Ngại, Vô Đẳng Ngại Tuệ nói kệ tán thán: Cứu cánh đồng không hai, dũng kiện hay phục ma, chẳng nghi nơi nghĩa sâu, chiếu pháp đến bờ kia. Thiên tử Hỷ Ý nói kệ tán thán: Hỷ Ý xưa dũng kiện, sở học đều thông lợi, bỏ lìa ba cõi này như rắn thoát da cũ. Thiên tử Định Ý nói kệ tán thán: Như đèn trong nhà tối, hết dầu nên mất sáng, người trí dứt như vậy, do nghe Phật Pháp vậy. Thiên tử Trụ Samatha nói kệ tán thán: Như Lai khắp quan sát, bị dục nó trói buộc, Phật đoạn được lưới dục, do cầm gươm trí vậy. Thiên tử Đa Samatha nói kệ tán thán: Định tâm và định hành, định oai nghi cảnh giới, Phật diệt được phiền não, con lại đấng phục oán. Thiên tử Vô Ý Samatha nói kệ tán thán: Học Phật Samatha, Bồ Tát được danh xưng, do chánh định dẫn đạo, thành tựu định tâm Phật. Thiên tử Định Thực nói kệ tán thán: Tịch diệt tất cả pháp của đại hùng chuyển nói, đấng đại trí hiểu đó, mau thành Phật Như Lai. Thiên tử Thường Quán nói kệ tán thán: Thường quán các chúng sinh đều theo Như Lai học, chứng được thắng Bồ Đề, đầy đủ trí tuệ lớn. Thiên tử Trì Đức nói kệ tán thán: Phật Trí Bà La Mật Đa bị Bồ Tát tu học, thành bậc đại oai đức, thấy được vô lượng pháp. Thiên tử Tào Quang nói kệ tán thán: Người được bất tư quan sẽ được vui vô cấu, chỗ Như Lai chiếu thế được nghe trí cảnh giới. Thiên tử Vô Cấu Quang nói kệ tán thán: Các pháp không phân biệt, do thiện phương tiện vậy, tu tập trí như vậy nên thành diệu trường phu. Thiên tử Vô Sở Trụ nói kệ tán thán: Vô trụ không xúc nhiễu, các pháp không chỗ thấy, chẳng thấy có tự tha, Phật y chân thật thấy. Thiên tử Trạch Tuệ nói kệ tán thán: Các pháp không quật trạch, đều sư thấy như vậy, vì chúng sinh mà nói, tùy thuận thủ pháp tướng. Thiên tử Vô Y Tuệ nói kệ tán thán: Các pháp không chỗ nương, xa lìa nơi bị thử, Như Lai hiển chân thật, như em la trong tay. Thiên tử Hư Không Hành nói kệ tán thán: Biết pháp như hư không, chẳng sinh cũng chẳng diệt, Phật thấy pháp như vậy nên lìa được thế gian. Thiên tử Vô Tích Tụ nói kệ tán thán: Không cầu cũng không mạng, không giác không bất giác, y chân không tự tánh, là vật thấy thế gian. Thiên tử Tu Tuệ nói kệ tán thán: Như nhà ảo thuật giỏi, ảo hóa các thứ vật, chẳng thật mà thấy thật, nên Phật không ai bằng. Thiên tử Hỷ Ngộ nói kệ tán thán: Như hình tượng trong gương, dù thấy mà chẳng thật, Phật thấy pháp như vậy chẳng mê nơi thế gian. Thiên tử Trừ Nghi nói kệ tán thán: Phật như vang theo tiếng, các pháp cũng như vậy, nói nghe đều chẳng thực, là vật thấy thế gian. Thiên tử Vô Ngại Biện nói kệ tán thán: Người an trụ chánh pháp, biện tài thuyết thâm diệu, từ lâu Phật chứng pháp nên đầy đủ biện tài. Thiên tử Vô Chứng Trí nói kệ tán thán: Y chân không tự tánh, tất cả pháp như vậy, Như Lai biết như thật nên trừ được tối tâm. Thiên tử Vô Ưu nói kệ tán thán: Không ưu cũng không não, không tranh không nhiễu trừ, các pháp không cấu nhiễm, Phật thấy tánh chân thật. Thiên tử Hành Cụ Túc nói kệ tán thán: Không đến cũng không đi, các pháp vô sở hữu, Như Lai chân thật thấy, vì đời nói như vậy. Thiên tử Thắng Tuệ nói kệ tán thán: Không nhiễm cũng không tịnh,
chẳng ngu cũng chẳng trí, các pháp không năng sở, Phật thấy biết như thật. Thiên tử đắc vô ngại, nó kể tháng tháng, chẳng sáng cũng chẳng tối, chẳng sắc cũng chẳng phi sắc, chẳng buộc chẳng giải thoát, Phật tuệ thấy như thật. Thiên tử dũng mục nói kệ tán tán, chẳng co cụm chẳng khắp, chẳng không cũng chẳng có, như mộng thọ năm dục, Phật thấy pháp như thật. Thiên tử bất thuần nói kệ tán tán, chẳng sinh cũng chẳng diệt, chẳng dừng ở trung gian, mê đó là vô trí, chỉ Phật thấy như thật. Thiên tử trụ không nói kệ tán tán, chẳng nhân chẳng chúng sinh, chẳng dụng chẳng của đời, theo thuyết nên có dụng, Phật hay thấy chân thật. Thiên tử trụ vô tướng nó kệ tán tán, tất cả pháp được dùng, nó đều không có tướng, các pháp tánh tướng lìa, đạo sư thấy như vậy. Thiên tử vô nguyện nó kệ tán tán, do pháp không vô tướng, thế nên chẳng khởi nguyện, gia đắc có nguyện cầu, chỉ Phật biết như thật. Thiên tử tam muội lưu chú nó kệ tán tán, đã được môn giải thoát, không có người giải thoát, phiền não gốc cũng không, Phật thấy tánh chân thật. Thiên tử vô hủy nó kệ tán tán, lìa bỏ tất cả ác, hợp những khối công đức, nên Phật không bị chê, cũng không có sự chê. Thiên tử Điền Vân nó kệ tán tán, dường như mây sấm chớp, mưa xuống khắp mặt đất, Phật tuôn mưa chánh pháp, sung túc các quần sinh. Thiên tử Bất Đường Nguyện nó kệ tán tán, lời của Phật vô thượng, hai chuyện chánh pháp luân, sáng thấu lý pháp sâu, đầy đủ nhất thiết trí. Thiên tử Cụ Trí Tuệ nó kệ tán tán, không sinh cũng không diệt, các pháp tự tánh không, vì Như Lai khéo biết nên dạy lại mọi người. Thiên tử Sư Tử Hống nói kệ tán tán, Như Lai Sư Tử Hống lúc diện nói pháp không, ngoại đạo đều kinh sợ như thú sợ sư tử. Thiên tử Nghiệp Vô Phóng Dật nói kệ tán tán, hiền tiền không phóng dật, Phật tu hành Bồ Đề, đạo sư nơi chánh pháp, không dật đến bờ kia. Thiên tử Trụ Vô Phóng Dật nói kệ tán tán, an trụ chẳng phóng dật, tăng ích Phật chánh pháp, mười lực và công hạnh Phật pháp chẳng nghĩ bàn. Thiên tử Vô Phẩm Dật Sinh nói kệ tán tán, hồi nơi không phẩm dật, trò đạo được sinh thiên, dùng đây cứu quần sinh, Phật cũng tự giải thoát. Thiên tử Thành Vô Phẩm Dật nói kệ tán tán, không dật được thành tựu, các cõi nương giải thoát, Thanh Văn và Bồ Tát đều từ đây mà học. Thiên tử Bất Dật Hành nói kệ tán tán, bao nhiêu các Phật tử thường hành chẳng phóng dật, hay được nhất thiết trí vì khéo quán thế gian. Thiên tử Vô Dật Hồ nói kệ tán tháng, lúc Phật tu Bồ Đề, giữ gìn chẳng phóng dật đến được thắng Bồ Đề, về đại bi trang nghiêm. Thiên tử Trụ Phóng Dật nói kệ tán tháng, nếu trụ chẳng phóng dật, giảng trạch pháp nhất tướng, Phật tử đại dũng kiện sẽ được sợ nghiệp cha. Thiên tử Lạc Bất Phóng Dật nói kệ tán tháng, dũng kiện ưa chẳng dật, hay phá núi phiền não, đây đồng dùng Phật trí, mau chứng khối cao mạng. Thiên tử Kiên Trì Bất Phóng Dật nói kệ tán tán, giới hình không phóng dật, sư cầu nhất thiết trí, A Tăng Kỳ ức kiếp, Phật tâm không mỏi mệt. Thiên tử Samatha Hiện Tiền nói kệ tán tán, pháp tánh tự tịch diệt, là cảnh giới chư Phật, người trí nương đó trụ, hay đến thẳng Bồ Đề. Thiên tử Y Samatha nói kệ tán tán, chư Phật nương Sama, nương mà chẳng chấp trước, chúng sinh diệt phiền não, như mưa sạch bụi nhơ. Thiên tử Trụ Samatha nói kệ tán tháng, chư Phật Trụ Sama bất động như Thái Sơn, thiên ma chẳng hoại được, tâm tịch nên con lạy. Thiên tử Samatha Điều Phục nói kệ tán tháng, Sama chỗ điều phục, Phật tử không chê bai, ức ma chẳng động được, ly dục như La Hán. Thiên tử Tu Samatha nói kệ tán tháng, đại hùng xưa tu tập Samatha đại định, không ai biết tâm Phật, y đâu được thiền định. Thiên tử Samatha Thượng Thụ nói kệ tán tháng, Phật chuyển chánh pháp luân, liền được Samatha, pháp khác đều y đó, vì thế được Bồ Đề. Thiên tử Lưu Samatha nói kệ tán tháng, Phật nói Samatha, đây là lòng lưới tâm, chúng sinh xa ngục mê, Phật dạy hàng phục tâm. Thiên tử Samatha Cảnh Giới nói kệ tán tháng, chư Phật diệu cảnh giới, đó là Samatha, tu đây được vô ngại, thành tựu đại đạo sư. Thiên tử Mạng Túc Samatha nói kệ tán tháng, dùng thiền xuân mạng tâm, rồi lại tu tập tuệ, nên Phật được Bồ Đề, lại hay an chúng sinh. Thiên tử Trọng Samatha nói kệ tán tháng, chẳng thấy có đạo khác, chỉ ở trong Phật Pháp, chứng được đại trí tuệ, thành bậc vô thượng sĩ.
Thiên tử Hân Tỳ Bà Sa Na nói kệ tán thán: Phật Nương Tỳ Sa Na hay thấy tất cả pháp, Bồ Tát tùy thuận học thành tựu tự nhiên trí. Thiên tử Xuân Tỳ Bà Sa Na nói kệ tán thán: Vì đến trí bờ kia nên thành đại y vương, hiện thị bốn chân đế đều do Tỳ Sa Na. Thiên tử Trụ Tỳ Bà Sa Na nói kệ tán thán: Trụ Tỳ Bà Sa Na như thật biết các pháp, dũng kiện chứng Bồ Đề hay thành đại đạo sư. Thiên tử Tu Tận Tỳ Bà Sa Na nói kệ tán thán: Đại sĩ dùng trí tuệ tu tập thắng Bồ Đề, chẳng sinh cảnh giới thức, thành tựu đại đạo sư. Thiên tử Lạc Tỳ Bà Sa Na nói kệ tán thán: Người trí nương chân thật quan sát pháp như vậy như đây, hay được quả vô đẳng, thành Phật hiệu đạo sư. Thiên tử Cần Tập Tỳ Bà Sa Na nói kệ tán thán: Do siêng tu trí tuệ hay tập các khổ hạnh, kia thành khó hàng phục, chẳng bị tà đạo ngoại. Thiên tử Tỳ Bà Sa Na nói kệ tán thán: Bao nhiêu các Phật tử do quan sát pháp tướng, biết pháp tướng ấy rồi, thành tựu điều ngự sư. Thiên tử Tu Tỳ Bà Sa Na nói kệ tán thán: Như Lai đã lâu xa tu tập thắng trí tuệ, hay thành nhất thiết trí đồ tác vô lượng chúng. Thiên tử Thù Tán Hành nói kệ tán thán: Phật tu nhất thiết trí, thành tựu đại đạo sư, dùng pháp cứu thế gian, vượt khỏi dòng nước xiết. Thiên tử Trụ Tỳ Bà Sa Na nói kệ tán thán: Trụ Tỳ Bà Sa Na quán sát tất cả pháp, xuất sinh các Phật pháp, đất sinh cây ni câu. Thiên tử Trì Tỳ Bà Sa Na nói kệ tán thán: Thế Tôn, các Phật tử nhiếp thọ thắng trí tuệ, được thượng Bồ Đề rồi, hay độ các chúng sinh. Thiên tử Chú Ý Tỳ Bà Sa Na nói kệ tán thán: Dạo chơi nơi các pháp, được Phật vô sở ý, không khiếp cũng không sợ, thắng trí Đại Mâu Ni. Thiên tử Tùy Thuận Tỳ Bà Sa Na nói kệ tán thán: Đầy hùng nơi các pháp, đều hội Tỳ Sa Na, quan sát không tự tánh, đây là Phật Bồ Đề. Thiên tử Tỳ Bà Sa Na kiên cố nói kệ tán thán: Chư Phật trí kiên cố, nơi pháp không chỗ sợ, xem thấy quần sinh khổ, hay khởi đại bi tâm. Thiên tử Tỳ Bà Sa Na nói kệ tán thán: Do trí đến Bồ Đề, có trí hay khéo học, Phật được thắng Bồ Đề, độ tất cả chúng sinh. Thiên tử Tu Không nói kệ tán thán: Tu tập nơi pháp không, người trí ngộ Bồ Đề, phá hoại các lao ngục, cũng độ kẻ bị trói. Thiên tử Giải Không nói kệ tán thán: Vì Thế Tôn giải không, nên chẳng thấy thân mạng, không duyên không tự tánh, nương đây vì đời nói. Thiên tử Không Cảnh Giới nói kệ tán thán: Tất cả cảnh giới Phật, các pháp tánh tự không, đầy hùng học trong đó, vì thương cứu chúng sinh. Thiên tử Tính Không nói kệ tán thán: Như Lai lìa cấu uế, bố úy cũng đã lâu, chẳng chấp ở các pháp, như gió không tựa đâu. Thiên tử Lạc Không nói kệ tán thán: Người tu tập pháp không, hay ưa cảnh giới Phật, cũng là cúng dường Phật, đều thành vô thượng cúng. Thiên tử Không Kiến Lập nói kệ tán thán: Do tu tập pháp không, đạo sư hay kiến lập, thông đạt pháp không rồi, thành tựu thế gian giải. Thiên tử hướng không nói kệ tán thán: Phật biết không một phép, chẳng là niết bàn ấy, các pháp đến niết bàn, đó là Phật Bồ Đề. Thiên tử Không Thành Tựu nói kệ tán thán: Đã được không tịch định, Phật tử được thành tựu, chúng ấy cúng dường Phật, là người tu pháp không. Thiên tử Thú Không nói kệ tán thán: Bao nhiêu người quy không, có trí chẳng ngu si, vô trước đoạn phiền não, đi cấu được Bồ Đề. Thiên tử Mãn Túc Không nói kệ tán thán: Phật pháp được mãn túc, thành tựu khó hàng phục. Bao nhiêu người tu không, hay lợi ích thế gian. Thiên tử Trụ Không nói kệ tán thán: An trụ trong Phật pháp, người hay tu không trí, vô lượng các ma chúng chẳng động được chúng ấy. Thiên tử Lạc Vô Tướng nói kệ tán thán: Mừng ưa nơi vô tướng, chẳng trước trong hữu tướng, giảng trạch các pháp rồi, Phật hay siêu thế gian. Thiên tử Vô Tướng Hành nói kệ tán thán: Lúc tập hành vô tướng, thanh tịnh tịch diệt hạnh, ly mọi tướng chúng sinh, ma chẳng biết chỗ họ. Thiên tử Vô Tướng Cảnh Giới nói kệ tán thán: Cảnh giới Phật vô tướng, Như Lai tu trong ấy, vô tướng khó chứng hiểu, con lại đấng hành định. Thiên tử Khác Lạc Vô Tướng nói kệ tán thán: Tất cả đại chúng đây, khác ưa pháp vô tướng, mong cầu Phật Bồ Đề, cúng dường thiên nhân sư. Thiên tử Tu Vô Tướng Hành nói kệ tán thán: Như Lai nơi vô tướng, ngày đêm thường tu hành, trời, người và quỷ thần chẳng biết chỗ Phật đến. Thiên tử Vô Tướng Giải Thoát nói kệ tán thán: Đại hùng trụ vô tướng, tư lương tất cả pháp, đạo sư đã tu học, vì thế con kính lễ.
Thiên tử vô tướng Du Hí nói kệ tán thán: Đại từ hiện Du Hí, thường đương pháp vô tướng, vì thành tục chúng sinh, án trụ trong Phật trí. Thiên tử vô tướng thành tựu nói kệ tán thán: Người khéo tu lìa tướng, hay được Phật Bồ Đề, cũng hay cúng dường Phật như con kính mến cha. Thiên tử Cựu Lạc vô tướng nói kệ tán thán: Người mến Phật chánh pháp, tức là tháp chúng sinh, bao nhiêu người lìa tướng được chỗ ở chỗ của Thầy. Thiên tử vô tướng đạo nói kệ tán thán: Chúng sinh những chỗ về, đương đạo được tế độ, vô trước tịch diệt hạnh, Như Lai tối vô thượng. Thiên tử Tính vô tướng nói kệ tán thán: Người tín hiểu vô tướng, tịch diệt lìa các quán, con lạy tất cả Phật, đấng tự độ độ người. Thiên tử Thú vô nguyện nói kệ tán thán: Thế Tôn có những nguyện, câu tim chẳng nắm bắt, chúng ấy lìa sở tác, là Phật xuất thế gian. Thiên tử Tu vô nguyện nói kệ tán thán: Nơi có chẳng khởi nguyện, tu hành tâm tịch diệt, dứt trừ dây khác ái, là Phật lìa thế gian. Thiên tử vô nguyện sinh nói kệ tán thán: Người được đại tinh tấn, nơi có lìa các ái, các con của Như Lai đều lạy cha của mình. Thiên tử Tùng vô nguyện sinh nói kệ tán thán: Chúng ấy chẳng khởi nguyện, nơi có mà phá có, dứt rời được dây ái, Phật tử liệt cha bài. Thiên tử vô nguyện giải thoát nói kệ tán thán: Vô lượng, vô nguyện được giải thoát, chẳng cầu đi trói buộc, buông bỏ chẳng khởi nguyện, Phật tử giữ oai đức. Thiên tử Xuất vô nguyện nói kệ tán thán: Xuất ly đồng hoang ưu, nhổ đức gốc ái nhiễm, chúng con lạy Như Lai, đấng trừ được đói khát. Thiên tử Tất Định vô nguyện nói kệ tán thán: Người khéo biết hữu khổ, biết thế lạc hư vọng, Phật là cha chúng là con đạo sư. Thiên tử Hướng vô nguyện nói kệ tán thán: Người nói hữu thấy khổ, người ấy được điều phục, con lại bậc khéo điều, phá hữu điều ngự sư. Thiên tử Siêu vô nguyện nói kệ tán thán: Vượt khỏi đồng hoang hữu, được ở chỗ an ổn, khắp lại đại đạo sư, đã phục phiền não oán. Thiên tử Bị vô nguyện khải nói kệ tán thán: Chiến thắng phá oán địch, kẻ tối cường khó phục, hàng các ma chúng đồi, dũng kiện chẳng cầu hữu. Thiên tử vô nguyện lực nói kệ tán thán: Đại lực nơi giải thoát, dứt được các dây ma, các hàng Phật tử này xem ma như cỏ nhỏ. Thiên tử Quán Thân nói kệ tán thán: Các hữu quán thân này hay mến, họ hay mến Phật Pháp, không thân không tác giả, chúng ấy tùy thuận quán, tùy thuận Pháp. Thiên tử Niệm Thân nói kệ tán thán: Suy niệm nơi thân này, giờ nhớp không thanh tịnh, đã biết thân như thật, kính lạy đại đạo sư. Thiên tử Yểm Hoàng Thân nói kệ tán thán: Buộc niệm nơi nội thân, xem thấy tướng bất tịnh, hờ lìa được thân khổ, điều phục nên kính lễ. Thiên tử Xả Thân nói kệ tán thán: Bỏ thân máu mũ này, như đáng thoát gia cũ, kính lạy nơi phi thân, là thân đại Như Lai. Thiên tử Yểm Ố Thân nói kệ tán thán: Chán ghét thân máu mũ, chẳng sạch rất hôi dơ, bỏ thân bất tịnh này, quy kính thiên nhân sư. Thiên tử Hoạn Thân Bì Lao nói kệ tán thán: Thân hư rẻ đáng sợ, Phật tử cầu thanh tịnh, chúng ấy đều lạy Phật, được tu thân chánh pháp. Thiên tử Bố Thân nói kệ tán thán: Xem biết bốn đại này, giờ như rắn độc ác, chúng ấy vượt khỏi thân, kính lạy đại đạo sư. Thiên tử Kiến Thân Quá nói kệ tán thán: Hiện tiền thấy thân lỗi, là được mắt trí tuệ, chiếu rõ ba cõi này, người trí nương Phật tuệ. Thiên tử Bất Lạc Thân nói kệ tán thán: Những ai chẳng ưa thân, chẳng dựa ở pháp tướng, không mắc nơi kết sử, chúng ấy lại điều ngữ. Thiên tử Ưa Hữu Khởi Oán Tượng nói kệ tán thán: Nơi hữu tượng oán thù, tu quán phá các hữu, Phật tử học như vậy, sinh trí ngộ Bồ Đề. Thiên tử Hoài Hữu nói kệ tán thán: Nơi hữu thấy lỗi rồi, biết được diệt vô ý, Phật tử siêng cầu đạo, được hưởng di sản cha. Thiên tử Khí Hữu nói kệ tán thán: Tu học bỏ các hữu, thích ở đại niết bàn, tâm định lìa kết sử, con lạy đại đạo sư. Thiên tử Đoạn Hữu nói kệ tán thán: Dứt trừ gốc rễ hữu, chiếu suốt cõi tam thiên, các con của Thế Tôn sở học đều thông lợi. Thiên tử Độ Hữu nói kệ tán thán: Đã qua khỏi biển hữu, cứu tế kẻ cô độc. Ở trong ba cõi này, chúng ấy chẳng tại số.
Thiên tử Phá Hữu nói kệ tán thán: Phật tử người hành đạo phá được hết ba cõi, họ đã cúng dường Phật vì giáo hóa chúng sinh. Thiên tử Ưu Hữu giải thoát nói kệ tán thán: Giải thoát được dòng hữu, cứu cánh trụ hậu tế, đại hùng suốt thế gian, kính lạnh, kính lạy đấng đoạn hữu. Thiên tử Diệt Hữu nói kệ tán thán: Diệt trừ gốc rễ hữu, khỏi hữu đến bờ kia, đã đoạn nơi hậu tế thế gian không bằng Phật. Thiên tử Trụ Hậu Tế nói kệ tán thán: Như Lai trụ hậu tế, tịch diệt đến bỉ ngạn, nhất thiết trí độ hữu, giác ngộ người chưa ngộ. Thiên tử Ưu Hữu trụ hậu tế nói kệ tán thán: Phật trụ nơi hậu tế, nói rõ nhân ba hữu, chẳng thấy có cách xử, sao được chẳng sinh hữu. Thiên tử Đắc Diệt Hữu nói kệ tán thán: Biết hữu không tịch rồi, mà được nhân ba hữu, tinh tấn chẳng kiếp nghiệp, con lại đấng bình đẳng. Thiên tử Độ Hữu Đá Bỉ Ngạn nói kệ tán thán: Khỏi hữu đến bờ kia, dỗ trừ nguồn gốc hữu, cứu độ các quần sinh, đạo sư thương tất cả. Thiên tử Ư Thọ Vô Đạo nói kệ tán thán: Nơi thọ không cống cao, không tư cũng không lự, thiên sự đều hiểu biết, xem thọ như bóng nước. Thiên tử Giải Thoát Giải Thọ nói kệ tán thán: Như Lai biết các thọ, xưa nay không tự tánh, cho phàm phu chấp trước, như mộng thọ dục lạc. Thiên tử Quán Thọ nói kệ tán thán: Có trí quán các thọ, hay được nơi đường thiện, chẳng sinh thọ bị lai, như vậy thấy đạo sư. Thiên tử Ly Thọ nói kệ tán thán: Năng thọ và sở thọ, Phật thấy không tự tánh, liền nói cho chúng sinh, câu thầm thâm khó biết. Thiên tử Quyết Định Tri Thọ nói kệ tán thán: Cái thọ chỉ thế đế, trong nhất nghĩa không có, Như Lai nói chân thật, trừ dứt nghi thế gian. Thiên tử Thiền Giải Thoát nói kệ tán thán: Thế Tôn khe biết thọ, như mây trong hư không, ai mê người vô trí, riêng có Phật thật hiểu. Thiên tử Thông Đạt Thọ nói kệ tán thán: Như Lai đạt các thọ, hiểu thọ đến bậc kia, biết thọ không ngã sở, thuyết pháp là tối thượng. Thiên tử Độ Thọ nói kệ tán thán: Thế Tôn lâu đã khỏi biển ba thọ khó khoa, bỏ rời bùng lầy nhơ, Phật trí hiệu vô thượng. Thiên tử Đoạn Thọ nói kệ tán thán: Đạo sư nơi các thọ biết rõ xuất thế gian, lìa khỏi bùng ô nhiễm, chẳng chấp trước các hữu. Thiên tử Tư Thọ nói kệ tán thán: Như Lai niệm các thọ, do thọ mà đời khổ, chúng sinh phiền não trói, Phật trí chân thật tánh. Thiên tử Giải Tâm nói kệ tán thán: Phật tâm phục phiền não, cũng hàng các ma oán, y chân không bị phá, nên Phật hiệu Mâu Ni. Thiên tử Thức Tâm nói kệ tán thán: Phật biết rõ tâm tướng, như nhà ảo thật giỏi, hóa ra các thứ hình, nên Phật hiệu Ấn Cúng. Thiên tử Tâm Hành nói kệ tán thán: Đại hùng đã tu hành, giết được tâm sợ chuyên, ức kiếp A Tăng Kỵ, tâm tánh chẳng nắm bắt. Thiên tử Nhiếp Tâm nói kệ tán thán: Tháo động khó điều phục, vô thể mà ở hang, Phật đoàn tâm tốc tật, nên được thọ cúng dường. Thiên tử Giảng Trạch Tâm nói kệ tán thán: Phật đã giảng trạch tâm, chúng sinh bị tâm trói, Phật biết được chân thật, như ảo sư dạy con. Thiên tử Tu Tâm Cảnh Giới nói kệ tán thán: Sở hành tâm cảnh giới, đạo sư quyết định thấy, như mộng thọ năm dục, làm mê kẻ ngu si. Thiên tử Tâm Tự Tại nói kệ tán thán: Điều phục tác nghiệp rồi, tâm không phân biệt sự, Như Lai thấy tâm tướng, thế gian chẳng biết được. Thiên tử Tâm Dũng nói kệ tán thán: Nói rằng người tâm dũng hay phá chúng ma quân, ngồi dùng tâm thấy tâm, quán tâm chẳng mỏi mệt. Thiên tử Kiến Lập nói kệ tán thán: Như Lai quán chúng sinh, người kiến lập nơi pháp, dùng tâm biết được tâm, họ là chân Phật tử. Thiên tử Định Tâm nói kệ tán thán: Những người phục được tâm, họ hay hành tịch diệt, người ấy lìa trói buộc, chẳng bị ma làm não. Thiên tử Nhu Nhuyễn Tâm nói kệ tán thán: Tâm dũng kiện nhu nhuyễn, điều phục các chúng sinh, những người ưa Phật pháp, chẳng chấp trước dục lạc. Thiên tử Tịnh Tâm nói kệ tán thán: Thiện tâm thích thanh tịnh, suy gẫm mà tác nghiệp, nghe Phật chánh pháp rồi, không còn nghi nghĩa sâu. Thiên tử Trụ Pháp nói kệ tán thán: Nghĩ tâm hướng đến pháp, rất thích chẳng lui mất, họ là chân Phật tử, đã đến chỗ điều phục. Thiên tử Tư Duy Pháp nói kệ tán thán: Tư duy nơi pháp giới, cảnh giới không chẳng một, tất cả pháp giới tịnh là chỗ học của Phật. Thiên tử Pháp Giới Kiến Lập nói kệ tán thán: Pháp giới được kiến lập là tâm đại từ bi, hay trụ trong nhất tướng, họ là chân Phật tử. Thiên tử Pháp Giới Cảnh Giới nói kệ tán thán:
Thế Tôn nói pháp giới, đó là các cõi Phật, đại sĩ chỗ sở hành, trí ấy chẳng hỷ bàn. Thiên tử pháp giới sinh nói kệ tán thán, pháp giới chỗ xuất sinh, trí ấy khó nghĩ bàn, chẳng nghi Phật pháp sâu, còn biết các căn tánh. Thiên tử nhập pháp giới nói kệ tán thán, người nhập thầm pháp giới, hiểu pháp không gì bằng, trí lực chẳng nghĩ bàn, cũng được các diệu nguyện. Thiên tử pháp giới vô ý nói kệ tán thán, đã được pháp vô ý là trụ chỗ an ổn, có được sức biện tài không ai sánh bằng được. Thiên tử thiện pháp, thiện giải pháp giới nói kệ tán thán, Như Lai hiểu pháp giới, cũng đạt nhất thiết trí, thể hiện tướng pháp giới như am la trong tay. Thiên tử trụ pháp giới nói kệ tán thán, Thế Tôn trụ pháp giới, thấy pháp chân thật tánh, chẳng nương cũng chẳng lìa, chẳng giữ cũng chẳng bỏ. Thiên tử pháp giới hành nói kệ tán thán, Như Lai hành pháp giới, tịch tỉnh như hư không, cảnh giới Đại Mâu Ni, kính lạy từ bi phụ. Thiên tử quy pháp giới nói kệ tán thán, theo nhiều thứ pháp môn, Thế Tôn nói pháp giới, trong các pháp môn ấy không tâm cũng không sắc. Thiên tử pháp giới tinh tấn nói kệ tán thán, Thế Tôn nói tinh tấn, biết được nơi pháp giới, nhân vì tu tinh tấn, giác trí đến bờ kia. Thiên tử pháp giới xuống mạng nói kệ tán thán, đầy từ dùng chánh pháp, do đầy các thế gian, người biết được pháp giới thì được trụ bồ đề. Thiên tử triệt pháp giới nói kệ tán thán, Phật thấu tỏ thâm pháp, nên hay quán thế gian, để biết rõ pháp giới, con lạy thiên nhân sư. Thiên tử trụ trí xứ nói kệ tán thán, xứ ấy trên tất cả, để Như Lai chứng được pháp giới và mười phương, chỗ đi của đạo sư. Thiên tử trụ xứ nói kệ tán thán, pháp giới là trụ xứ, là đạo bậc trí hành, trọn tất cả các pháp, đều hiểu là một tướng. Thiên tử trì xứ nói kệ tán thán, Thế Tôn biết pháp giới đã là một tướng tu, chúng sinh các dục tánh, Phật cũng đều biết rõ. Thiên tử xuất xứ nói kệ tán thán, lấy được nhất thiết trí, gọi là hàng Phật tử, ở chỗ pháp giới này, chỉ trí biết được thôi. Thiên tử học xứ nói kệ tán thán, người tu tập pháp giới, an trụ trong bồ đề, thấu được chỗ tự nhiên, mau thành Phật Như Lai. Thiên tử phi xứ học nói kệ tán thán, người được thấy phi xứ hay thích Như Lai giáo, ngàn ức chúng ma quân chẳng mê hoặc được họ. Thiên tử tri phi xứ nói kệ tán thán, thấy biết được phi xứ, người trí được mừng vui, chúng con tu chánh giác, ức ma chẳng động được. Thiên tử thâm mật xứ nói kệ tán thán, khéo học chỗ thâm trí, an trụ trong chánh pháp, cởi được ma ba tuần như xe đóng ngựa thuần. Thiên tử thiện phi xứ nói kệ tán thán, phi xứ thiện pháp giới, tập học nơi nhất tướng, nếu ma mà nào được, Phật nói không hề có. Thiên tử trụ xứ nói kệ tán thán, thị xứ và phi xứ chỉ bày người ngu si, Như Lai tự giác rồi lại nói dạy chúng sinh. Thiên tử thiện thụ nói kệ tán thán, nhân ấy lấy được sự và tác nghiệp thuở xưa, chỗ nhân ấy tu nghiệp, Thế Tôn đều biết rõ. Thiên tử xảo nghiệp thiên tự nói kệ tán thán, tham dục và giận si, Phật cũng biết nghiệp nhân, là nghiệp ấy, Như Lai đều biết rõ. Thiên tử tri đương lai nói kệ tán thán, biết đời đương lai ấy, chúng sinh sợ tác nghiệp, nhân sợ tác nghiệp ấy, xứ ấy Phật biết rõ. Thiên tử tư hiện tạng nói kệ tán thán, khắp đến mười phương cõi, chúng sinh nghiệp và nhân, xứ và nhân nghiệp sự, đạo sư đều biết rõ. Thiên tử lực cảnh giới nói kệ tán thán, hoặc nghiệp hoặc là nhân, xứ sở và xuất sinh, Như Lai đều biết rõ, nên hiểu thiên nhân sư. Thiên tử lạc lực nói kệ tán thán, nhân nghiệp và xứ sở, quả báo trong ba cõi, họ có sự tạo tác, Như Lai đều biết rõ. Thiên tử lực trụ nói kệ tán thán, các việc làm, nghiệp nhân, báo nhân và nhân duyên, xứ sở tánh tự liềm là chỗ Phật không có. Thiên tử lực các tường nói kệ tán thán, các việc làm, nghiệp nhân, bởi nhân duyên thế đế, quả báo được thọ dụng, Phật biết nó đều không. Thiên tử lực duyệt nói kệ tán thán, các việc làm do nghiệp, bởi nhân duyên tục đế, Phật tự biết rõ rồi, nói nó không tự tánh. Thiên tử lực du hí nói kệ tán thán, các việc làm do duyên, chỗ nhân duyên thế đế, chẳng do tự tha sinh, Phật tự duyên khởi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Kinh Đại Bảo Tích. Pháp hội Bồ Tát thấy Phật. Nguyện đem công đức này
hồi hướng về khắp cả, để từ bỏ chúng sanh được trọn thành Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Kinh Đà Bảo Tích.